Chào mừng cho anh em đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer và lại là mình Nami đây. Chúng ta lại được gặp nhau rồi. Và ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục review mang đến cho các bạn một cái sản phẩm liên quan đến laptop. Thế nhưng mà ngày hôm nay sẽ không phải là laptop chơi game các thứ loại kia mà sẽ là laptop. Mình xin được dành lời chào đến cho toàn thể các anh em nào đang là dân văn phòng yêu thích cái sự nhỏ gọn, tiện lợi và một cái thiết kế nào đấy cũng nhìn sang chảnh, nhẹ nhàng và đặc biệt là sẽ có đủ thoải mái để cho các bạn phục vụ những cái công việc giải trí cá nhân như là xem một vài video phim X rồi chơi game Pikachu, Among Us vân vân và mây mây. Và ngay bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn sản phẩm này nhé. Các bạn có biết là sản phẩm nó nằm ở đâu không? Thực sự đây. Và đây là chiếc laptop ngày hôm nay mình sẽ review. Nó thực sự là bé đến cái mức là thân hình mỏng manh của mình cũng sẽ che vừa các bạn ạ. Ngay bây giờ để biết chi tiết về bạn này thì chúng ta hãy cùng bắt đầu video nhé. Let's go. Và ngay trên tay mình đây đang chính là chiếc laptop Asus ThinkPad B2451FA. Nếu như anh em nào đã sử dụng những loại máy liên quan đến làm công việc hay là doanh nhân rồi thì có thể thấy rằng là về bề ngoài thiết kế của bạn này sẽ không có quá gì đặc biệt cả. Nhưng mà khi chúng ta nhìn kỹ, các bạn có thể thấy thì ở đây toàn bộ mặt trước thì được hoàn thiện bằng hợp kim nhôm, cũng như là ở cái phần trước này bằng phím. Thì bên dưới này thanh gia cố của chúng ta sẽ được hoàn thiện bằng thép chịu lực. Thế nên là ví dụ như nếu như anh em nào mà đỉnh đoảng một chút như bản thân mình này hay sơ ý để những cái đồ vật nặng lên trên đây thì cũng hoàn toàn yên tâm về cái khả năng chịu lực của bạn này rất tốt. Cũng như bên cạnh đó thì với nhà Asus thì họ cũng có nói rằng là với những chiếc laptop mỏng nhẹ như này thì đều được trải qua tất cả những cái bài test liên quan đến độ bền. Ví dụ như kiểu là khả năng chịu lực này, rồi khả rơi, va chạm cũng như là đổ nước lên vân vân và mây mây. Đấy là nếu như anh em nào yêu thích cái sự gọn nhẹ này rồi cần một cái máy tính nó liên quan đến độ bền cao để có thể thoải mái mang đi bất kỳ nơi đâu thì mình nghĩ chiếc laptop này cũng khá là hợp lý dành cho anh em đấy. À, có một lưu ý nho nhỏ nữa mà mình muốn dành cho anh em, đó chính là ở đây khi mà mình chỉ mới sờ va chạm nhẹ một chút thế thôi mà cái mặt trước này chúng ta đã dính khá nhiều vân tay rồi, nên là việc vệ sinh máy thứ hay là các bạn muốn nhìn nó thẩm mỹ hơn một chút thì khi đi đâu đó thì nên mang theo một chiếc khăn như thế này để có thể lau chùi chà mọi lúc mọi nơi nhá. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đi đến với các cái cổng kết nối của em laptop này. Thì ngay bên hông trái chúng ta có một cổng cắm nguồn sạc này, một cổng LAN, một cổng Type-C, một cổng HDMI và một cổng USB. Còn lại bên hông bên phải thì sẽ là cổng VGA này, hai cổng USB và một cổng đọc micro SD. Việc mà vẫn còn trang bị thêm cổng VGA vào những cái sản phẩm laptop phục vụ công việc văn phòng thì mình thấy khá là hợp lý. Vì theo mình khi mà anh em thuyết trình với những máy chiếu đời cũ vẫn sử dụng dây và cổng VGA ấy, thì việc laptop của anh em có sẵn cái cổng này thì sẽ không cần chuẩn bị thêm đầu chuyển hay là mất thời gian cho việc kết nối nữa. Việc mà tích hợp thêm cổng VGA như thế này thì chắc chắn là rất phù hợp với anh em nào làm việc văn phòng rồi. Thế nhưng mà nếu như về một chiếc laptop thông thường hay là kể cả gaming đi nữa thì về việc có cổng HDMI là đã quá đủ rồi. Hơn thế nữa là chúng ta còn chưa bàn đến việc là cổng HDMI chắc chắn sẽ thẩm mỹ hơn rất nhiều so với cổng VGA. Bên dưới phần chân đế cao su khá là cao và việc chân đế cao như thế này sẽ giúp cho một em máy mỏng nhẹ thoáng khí hơn và tản nhiệt tốt hơn. Vì đây là một em laptop dành cho doanh nhân văn phòng, thế nên là bàn phím cũng được Asus đầu tư khá kỹ lưỡng, layout chuẩn, cùng với đó là được trang bị thêm đèn LED nền này. Cảm giác gõ phím thì theo mình dừng lại ở mức tạm ổn, khá êm và nhẹ nhàng, đủ cho anh em có thể sử dụng. Để mà so sánh tương quan nhất để cho các bạn có thể hình dung rõ được về cái lực nhấn cũng như là cái độ của nảy của phím ở trên cái laptop Asus ThinkPad này mà mình đang dùng, thì nếu như về so với phím cơ, bản thân mình cũng là một người hay dùng phím cơ thì chắc chắn rằng cái độ êm ả khi mà bấm thì sẽ không bằng rồi. Nhưng nếu có một cái ví dụ thực tế nhất là nếu như bạn nào đã từng trải nghiệm những chiếc MacBook từ đời 2017 trở xuống ấy, thì so với cái bàn phím cánh bướm đấy thì chắc chắn là cái lực nhấn ở trên con laptop này là sẽ xứng hơn rất nhiều đấy các bạn ạ. Trên bàn phím ở ngay chính giữa thì sẽ có một núm Sense Point để dễ dàng điều khiển trò chuột. Nhưng mà bản thân mình thì sẽ ít dùng cái chức năng này bởi vì là vẫn theo cái thói quen thông thường sử dụng touchpad. Và thêm một tính năng hay ho nữa đó là cảm biến vân tay. Khi mà anh em chỉ cần chạm nhẹ một cái là máy đã được mở. Đây là một điểm cộng dành cho ThinkPad B2451FA. Về trải nghiệm sử dụng với máy thì em nó vẫn đáp ứng tốt ở mức cơ bản. Phiên bản mình đang có ở đây được trang bị em chip i5-10210U, RAM 8GB và ổ cứng là 256GB, có thể mở rộng cũng như là nâng cấp. Với cấu hình này thì mình cũng sẽ test qua vài tựa game online cùng với một số bài test cơ bản để cho anh em có thể hình dung được những gì mà ThinkPad có thể làm được nhé.
Và đó là tất cả những gì mà mình đã được trải nghiệm cùng với chiếc laptop Asus ThinkPad B2451FA này. Nếu như anh em có những ý kiến bình luận đánh giá gì thì hãy cùng comment xuống phía bên dưới để chúng mình được biết với nhé. À, một điều nữa đó chính là về giá thành của bạn này thì đang được bán tại Hà Nội Computer với mức giá là 15.999.000 đồng. Và xem đến đây rồi thì anh em cũng đừng ngần ngại để lại một like, share cũng như là subscribe kênh và nhấn quả chuông thông báo phía bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào tiếp theo của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì Nami xin phép xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.